vẽ đẹp nhờ dao kéo. Mũi cậu trông cao hẳn lên đấy. Chuyện tới chọn bệnh viện thẩm mỹ chất lượng và uy tín nhất để phẫu thuật mũi cơ mà. Nhóm chúng ta chỉ còn mỗi cậu là chưa phẫu thuật thẩm mỹ đấy, Quỳnh à. Thôi, mình thế này là được rồi. Cậu ngại cái gì? Thời đại bây giờ nhiều người đi phẫu thuật thẩm mỹ lắm. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nếu như trở nên xinh đẹp hơn, cậu sẽ được chồng yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn. Ừ, thì ai chẳng muốn chồng hãnh diện hơn khi sánh bước bên cạnh mình. Chứ còn gì nữa, mà chồng cậu làm bên truyền hình, tiếp xúc thường xuyên với diễn viên, người mẫu xinh đẹp. Nếu không làm cho mình xinh đẹp hơn, cậu không sợ mất anh ấy hả? Chuyện này... Cậu chỉ cần gọt cằm và chỉnh sửa cho mũi cao lên là được rồi. Nếu như cậu đồng ý, tớ sẽ dẫn cậu đến bệnh viện thẩm mỹ Tiên Giáng Trần, đảm bảo rất chất lượng và uy tín. Ờ, nghe hai cậu nói, tớ cũng muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà tớ nghĩ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ đã. Em này, tối mai công ty của anh tổ chức dạ tiệc, em đi cùng anh tới dự nhé. Dạ tiệc hả anh? Ừ, dạ tiệc giao lưu gặp mặt với diễn viên bên đài truyền hình. Em đến dự sẽ gặp được nhiều người nổi tiếng lắm đấy. Ờ, vậy hả? Để em suy nghĩ đã. Còn nghĩ gì nữa, em phải đi dự cùng anh đấy nhé. Ở buổi tiệc toàn diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp, mình chẳng tự tin chút nào. Chồng của cậu làm bên truyền hình, tiếp xúc thường xuyên với giới diễn viên và người mẫu xinh đẹp. Nếu như không làm cho mình xinh đẹp hơn, cậu không sợ mất anh ấy à? Diễm và anh nói đúng, có lẽ mình cũng phải chăm chút bản thân hơn mới được. Mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Một thời gian sau, đúng là phẫu thuật thẩm mỹ xong, trông mình xinh đẹp hơn hẳn. Chắc khi đi công tác về, anh ấy sẽ bất ngờ và hãnh diện lắm đây. Chắc anh ấy về rồi. Vợ ơi, anh đi công tác về rồi. Em, sao lại... Trông vợ xinh đẹp hẳn lên đúng không? Em vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Chờ mãi anh mới đi công tác về để khoe nè. Anh thấy sao hả? Ờ, sao em lại... lại làm vậy? Vì em muốn mình xinh đẹp hơn trong mắt anh. Anh thấy không hài lòng hả? Anh sao vậy? Anh có biết em phải chịu bao nhiêu đau đớn trong suốt quá trình phẫu thuật không? Nếu anh cảm thấy chưa hài lòng điểm nào thì cứ nói ra, em sẽ đi chỉnh thêm. Sao anh lại im lặng như vậy? Thôi nào, em đừng có khóc nữa. Em có xinh đẹp hơn trước mà. Vậy sao anh lại tỏ vẻ thất vọng như vậy? Đúng là em có đẹp hơn ngày xưa, nhưng nó xa lạ với anh quá. Anh nhớ khuôn mặt ngày xưa của em, khuôn mặt người phụ nữ đã in đậm trong lòng anh bấy lâu nay. Anh nhớ khuôn mặt tự nhiên với nét mộc mạc của em ngày xưa, nhớ cả chiếc mũi thấp hay chun lại mỗi khi em hắt xì, nhớ hai cái má bầu bỉnh, anh thường hay véo trêu em. Anh nhớ tất, nhớ mãi em mà. Nhưng mà bây giờ khuôn mặt của em xinh đẹp hơn, anh không thấy hãnh diện với mọi người hơn sao? Em à, lúc nào đó cũng có thể anh có cảm nhận như em nói, nhưng mà anh thấy tiếc, thấy mất một cái gì thân thiết nhất. Anh yêu em vì chính con người của em. Em không cần phải cố gắng thay đổi bất kỳ điều gì cả. Trong mắt của anh, em luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Dạ, em hiểu rồi. Ông già Noel và quả cầu tuyết. Đấy là một cậu bé ngoan. Ta chỉ còn món quà cuối cùng cho một đứa trẻ nữa. Có vẻ không có mắt ở đây. Có
Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra. Chúng ta đi tìm Mark nhé. Ai đang khóc đây? Có phải Mark không? Cháu là Mark phải không? Ông già Noel. Cháu ăn từ từ thôi. Cháu chưa ăn tối hả? Dạ chưa, cháu rất vui vì được gặp ông. Ta cũng rất vui vì được gặp cháu. Nào, bây giờ ta đưa cháu về nhà nhé. Ngoài này trời lạnh lắm. Cháu không về nhà đâu. Cháu là đứa trẻ vô dụng. Mẹ cháu không cần cháu. Sao lại thế? Mẹ cháu bảo cháu như thế, cháu sẽ không về nhà nữa. Mẹ cháu sẽ không phải cáu giận nữa. Ra thế, vậy để ta xem sự thể thế nào. Hôm nay tuyết rơi nhiều. Cháu có muốn cùng ta làm một quả cầu tuyết thật to không? Quả cầu này rất kỳ diệu đây. Kỳ diệu như thế nào hả ông? Cháu nhìn đi. Cháu thấy đi, hằng ngày mẹ cháu gặp bao điều bực bội, áp lực đủ thứ đổ cả lên đầu. Mất, con làm cái gì thế? Mất, con ơi! Giờ giữa đêm khuya, lại đang đi lang thang tìm cháu. Rõ ràng không phải mẹ cháu không yêu cháu và không cần cháu, đúng không nào? Dạ. Thỉnh thoảng người lớn cũng mắc lỗi, cũng không kiềm chế được mình. Ta phải biết tha thứ cho họ, vì ta yêu họ giống họ yêu ta. Cháu bỏ đi thế này, mẹ cháu lo lắng biết nhường nào. Cháu không muốn mẹ cháu phải lo lắng. Vậy ông đưa cháu về nhà với mẹ nhé. Vâng ạ. Mất ơi, con ở đâu? Cháu cảm ơn ông. Cháu ngoan lắm. Vậy bây giờ Mất vào nhà trước để ông nói chuyện với mẹ một lúc nhé. Dạ vâng ạ. Ta có món quà này cho con. Đây là quả cầu kỳ diệu mà ta và Mất đã làm. Con hãy nhìn vào nó xem. Mình sẽ giúp mẹ rửa bát. Mẹ sẽ rất vui. Mất, con làm cái gì thế hả? Cháu là đứa trẻ vô dụng. Mẹ cháu không cần cháu. Người lớn chúng ta có nhiều việc không như ý, khiến ta bực mình, nóng nảy, nhưng không thể trút những cơn giận ngoài xã hội lên những đứa trẻ. Đặc biệt, khi chúng chẳng may gây ra những hậu quả gì đó, điều đó khiến chúng tổn thương nhiều lắm. Con là người mẹ tội. Không ông bố, bà mẹ nào tội. Nếu họ nhận ra lỗi lầm của mình và cố gắng đem lại cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Con cảm ơn ông nhiều. Cháu chào ông. Cảm ơn ông. Chúc hai mẹ con một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Kiko đến nhà mới. Nhà mới của chúng ta đẹp quá mẹ ơi. Rộng rãi thế này thì tha hồ mà đi chơi. Ở nhà mới các con phải ngoan nhé. Không được đi chơi lung tung đâu. Sao lại thế ạ? Nhà mới đẹp như này, sao lại không được đi chơi ạ? Vì là nhà mới nên chúng ta chưa biết rõ mọi thứ xung quanh. Mẹ sợ các con lại gặp chuyện không hay thôi. Con là chị cả, phải trông chừng bảo ban các em nghe chưa? Dạ con biết rồi ạ. Hai em phải nghe lời chị nghe chưa? Nhất là Kiko. Em á là em ham chơi nhất đấy. Thế thì chán chết. Dạ. Nhiều chỗ chơi thế này mà mẹ không cho mình đi, có gì nguy hiểm đâu chứ. Ôi da, cậu không sao chứ? Tớ không sao, cậu là... Tớ là Bita, sống ở đây, còn cậu?
Tớ là Kiko, mới chuyển đến đây, chúng mình làm bạn nhé. Được thôi, nhưng sao giờ này cậu còn lang thang ở đây làm gì? Mau về ngủ đi, nguy hiểm lắm. Ôi dào, có gì mà nguy hiểm chứ. Tớ đi khắp căn nhà này rồi có thấy gì đâu. Mà cậu cũng đang lang thang như tớ còn gì. À, thì tớ không ngủ được nên muốn đi dạo một lát. Mà cậu không biết đó thôi, trong nhà này có lão chuột xám rất hung hãn và hay bắt nạt trẻ con, nhất là những người mới tới. Tớ ở đây lâu rồi nên cũng đề phòng được. Tớ cóc sợ. Cậu mau về đi, đây là khu vực lão ấy hay xuất hiện lắm. Không, tớ không về, tớ còn chưa khám phá hết căn nhà này mà. Cậu thật là... Trời, lão chủ xám kìa. Hả? Chạy thôi. Ôi, chạy đâu cho thoát. Ôi, thả tôi ra. Nguy rồi, phải tìm cách cứu cậu ấy mới được. Ôi da. Từ giờ chú mày sẽ phải ở đây để phục vụ cho ta. Ta sẽ dùng chú mày để đựng thức ăn. Không, thả tôi ra. Tôi muốn về với mẹ. Đã vào hang của ta rồi thì không thoát được đâu nhóc ạ. Lão chuột xám, mau ra đây. Cái nhãi này gan nhỉ. Đến đây làm gì? Ông mau thả Kiko ra. Bạn ấy là bạn của tôi. Là Bita, cậu ấy đến cứu mình. Đến cứu bạn sao? Cảm động quá ha. Nhưng với sức của mày ư? Ôi, ôi, thả ta ra. Mau chạy ra ngoài đi Kiko. Bita ơi, tớ sợ quá. Không sao rồi, lão chuột xám đã bị bác nồi nhốt vào trong người bác ấy rồi. Thật thế hả? Thả ta ra. Đã biết mùi bị nhốt là thế nào chưa hả chuột xám? Mày có giải dụa thế nào thì cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Sức của mày làm sao nâng được ta lên hả? Đừng có cố nữa. Tôi biết tôi sai rồi, bác mau thả tôi ra đi. Ta phải nhốt mày hết đêm nay để mi chừa cái thói bắt nạt người khác đi. À, đừng mà, bắt thả tôi ra đi. Tôi hứa sẽ không bắt nạt ai nữa đâu. Cậu đã nhờ bác nồi đến cứu tớ sao? Một mình tớ không đủ sức cứu cậu nên đành phải gọi bác ấy vậy. Tớ đã làm phiền mọi người rồi. Bác ơi, cháu cảm ơn bác đã cứu cháu. Cháu đã khiến bác mất ngủ rồi. Có gì đâu, cháu mới đến nên còn nhiều bỡ ngỡ mà. Bác phải giúp cháu chứ. Cũng chỉ vì cháu ham chơi, không nghe lời mẹ nên mới ra nông nỗi này. Cháu sai rồi bác ạ. Biết thế là tốt rồi. Thôi, mau về với mẹ đi, kẻo mẹ cháu lại lo lắng. Còn con chuột này á, bác sẽ nhốt nó một lúc nữa rồi mới thả ra. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn cậu nữa nhé. Có gì đâu. Thôi cậu về đi, ngày mai tớ sẽ qua thăm cậu. Muốn đi đâu tớ sẽ dắt cậu đi. Ừ, vậy nhé, chào cậu. Cháu chào bác ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.